Có lẽ là để dành thời gian thảo luận thì tôi sẽ bắt đầu cái chuyện tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Nên nói được cái xuyên tim của tiêu học sinh, nó có tính nội dung thì có hai vấn đề. Một là các vấn đề của tiêu học sinh thì là có những người chuyên gia về tiêu học sinh trong trường và trường đào tạo mình hoàn toàn ra có sự tiêu sinh nghiên cứu giám đốc thì về bệnh viện Hà Nội và cũng là một người chuyên gia đặc biệt tiêu học sinh rất nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Chúng ta có cái phần thứ hai là các vấn đề điều trị đối cho cái bệnh tiêu học sinh, trong đó có cái một số phẫu thuật phục tăng thể nhân phẫu thuật và đặc biệt là có phẫu thuật ghép tim ở trẻ em thì có các bác sĩ cùng chuyên sơ và có các trung tâm tim mạch để những chia sẻ kinh nghiệm ghép tim của trẻ em, một số kinh nghiệm của trung tâm Đức là trung tâm lớn nhất ở nước, phẫu thuật ghép tim với kể cả lựa chọn